Nói gì sau cái bài mà Tại vì nói rồi, cái bài nói rất là hay mà rất là thích cái bài Tận Cùng hả? Tận Cùng của Nỗi Nhớ. Không sao, bài Tận Cùng của Nỗi Nhớ có một bài nữa. Do em do anh do ai? Ba D á, ba D. Do em do anh hay do ai? Đúng rồi. Dạ. Năm sau thì đầu năm cho em một bài nữa, với hè em có một phim điện ảnh. Có kết hợp với em không? Hả? Không em ơi, em kết hợp với ca sĩ khác đi. Ghiền Tuấn Kiệt có đang chờ em kết hợp đó. Ghiền Tuấn Kiệt có đang chờ em kết hợp đó. Ghiền Tuấn Kiệt, Ghiền Tuấn Kiệt, Ghiền Tuấn Kiệt, Ghiền Tuấn Kiệt. Ủa anh Giang này, sao vậy? Tại vì cậu nó đang tìm một diễn viên trẻ đẹp và có giọng hát ổn định như là em. À vậy hả? Để em liên lạc. Liên lạc liền nha. Dạ. Sao nhắc tới Ghiền Tuấn Kiệt em có vẻ hơi buồn ngồi xúc động vậy? Em mắc cười thôi. Sao mắc cười? Không biết nữa. Tự nhiên mắc cười, tự nhiên lại anh lại nói vậy trong khi quá trời nhiều ca sĩ khác. Thì cái gì cũng có lý do của nó. Sốc mà. Thì đó cho nên em có cần anh phân tích thêm không? Thôi khỏi, mình vô chương trình luôn được không? Đây, thưa quý vị, chúng ta đến với vị trí số 1, vị trí đầu tiên, xin mời. Một người lừa hồng trong ta, ha ha ha. Một người lừa hồng cháy rừng già. Trời, cháy rừng. Một người lừa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, cao nguyên. Không, không. Dễ chưa? Mẹ của nó quạo luôn. Dễ chưa? Cô này nhìn cái mặt giống Buka quá ha. Ờ, hai giống Buka ha. Phải không Green Tướng Kiệt? Dạ. Phải giống Buka không kìa? Em đâu biết đâu. Em biết Buka hả? Không phải, em bị cận quá, em không có nhìn thấy rõ bạn. À vậy hả? Dạ. Hay là em thấy mặt cái Buka là em quạo rồi. Đâu có liên quan gì đâu anh. 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 Một vé. Cho em hai vé. Hai vé, một vé cho Buka. Ủa? Hai vợ chồng, hai vé. Dạ, cảm ơn anh.